Xe Toyota lắp ráp Indonesia, sản xuất 2022 mà mới lăn bánh được có 3.500 cây số à. Nước sơn thì lại zin quanh xe luôn anh chị, nhưng mà lại mang biển số vàng xe kinh doanh, nhìn hơi lạ. Xin chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với ô tô cũ Sài Gòn. Ngày hôm nay thì Khánh về một chiếc xe lướt cho anh chị, Toyota Veloz, sản xuất 2022, mang nước sơn màu bạc, trang bị động cơ 1.5. Xe đi rất là lướt nên anh chị, chỉ mới 3.500 cây số thôi à. Và đặc biệt là con này mang biển số vàng kinh doanh nha. Nhưng mà chủ xe không có chạy luôn, mua về để dự định đi kinh doanh thôi, nhưng mà lại thay đổi chủ ý, không có chạy nữa và bán lại. Đó. Xe thì zin toàn bộ luôn anh chị, 3.000 cây số thì không biết là có cái gì để mà quay cho anh chị coi luôn. Xe cũng vừa mới về thôi, và Khánh quay cái phần bên ngoài trước, tại vì để chỗ cho mấy anh kỹ thuật ảnh cà số khung số máy nè anh chị. Đó. Xe biển số vàng, và Khánh nói trên clip luôn là không có giấu, không có che đậy bất cứ một cái gì hết anh chị ha. Xe mới về tức thì luôn là bên kỹ thuật bên Khánh đã bắt đầu cà số khung số máy để chuẩn bị cho phần rút gốc rút hồ sơ sau này. Xe 3.000 cây số thì không còn gì để nói đâu anh chị, nó mới tin nè. Bên trong nội thất thì chủ xe cũng đã trang bị khá là đầy đủ. Bên ngoài thì có phim cách nhiệt nè, bên trong thì lót sàn, trải thảm, màn hình, camera đầy đủ hết luôn. Đó, Khánh đi một vòng từng cái cửa chi tiết cho anh chị coi ha. Điểm trừ của con này á, là Khánh thấy là do là cái bộ ghế thôi. Ghế của nó là ghế nỉ pha da, nó chưa có phải là ghế da 100%, nhưng mà giữ được cái chất zin như vậy cũng khá là tốt. Đó anh chị coi nè, không có chỗ nào bị trầy xước luôn. Một chiếc xe là gần như mới luôn á, mở cửa ra là còn thơm mùi nỉ luôn anh chị. Phần cốp sau của xe thì cực kỳ rộng luôn. Anh chị gặp lại hàng ghế thứ ba, mình có một cái khoang hành lý để đồ rất là rộng ha, chắc cả ngàn lít luôn anh chị. Đèn đốm rồi hai bên hông còn rất là ok anh chị, không có bị dơ, không bị trầy xước nha. Đó, gặp lại hàng ghế thứ ba, anh chị có thể gặp lại hàng ghế thứ hai lại như vậy luôn cũng được nữa, rất là tiện lợi ha. Đó, sạch sẽ tươm tất, tuy là Khánh mới lấy xe về thôi nhưng mà nó còn sạch sẽ lắm anh chị, kích độ còn đầy đủ hết trơn à. Đó, chủ xe hầu như là đậu nhà không có chạy, gầm bệ nè, bỏ vô phòng thì chắc chắn là chưa hẹ rồi, gầm bệ còn mới tinh. Đó anh chị coi ha, không có một vết gì gọi là nó xấu luôn. Đó. Con này thì hiện tại bên Khánh chào bán là 605 và vẫn có hỗ trợ ngân hàng lên đến 75% giá trị xe trong vòng 7 năm. Anh chị có thể thoải mái trong cái vấn đề tài chính của mình ha. Thật sự con này chắc cũng không có gì để quay nhiều đâu anh chị. Đó. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó là 5.4 cho 100 cây đường trường và 6.3 cho đường hỗn hợp. Đây, cái tem này là cái tem kiểm định xe mới từ nhà máy nha anh chị, gọi là tem BDS ha. Đó. Phía bên trong ghế tài thì chúng ta sẽ có một cái màn hình Optitron cho chiếc xe này. Chạy 3.577 cây số. Màn hình ZTEC Android thì chủ xe cũng đã gắn rồi. Camera hành trình phía trước, camera rear đầy đủ hết luôn. Dàn lạnh tự động. Con xe này chúng ta sẽ có 3 chế độ lái, có thắng tay điện tử, auto horn, 6 túi khí. Ở tầm mức giá này thì nó đang rất là ổn. Về khoang động cơ thì còn rất là mới nha anh chị. Thực ra một chiếc xe 3.000 cây số như thế này thì nó không có gì để đáng để cô chú anh chị phải bận tâm tới đâu. Tại vì nó gần như là chiếc xe mới rồi. Còn bảo hành nguyên hãng, bảo hành nguyên đai nguyên kiện luôn, chính hãng từ nhà máy. Đó, đây là cái quá trình mà Khánh cho cà số khung số máy nè. Các anh kỹ thuật về là làm liền để những cái lúc mà máy nguội như thế này nè, dễ làm hơn anh chị. Sau cái clip này thì Khánh sẽ cho làm vệ sinh Marukuri, kiểm tra 176 hạng mục lại cho anh chị nha. Thật ra một chiếc xe chạy 3.000 cây số như thế này cũng không biết gì quay cái gì cho anh chị coi nữa, chỉ quay những cái cơ bản thôi. Rồi, đây là Toyota Veloz 2022, lăn bánh được 3.577 cây số tại Toyota Tân Cảng và vẫn còn hỗ trợ vay lên đến 75% giá trị xe trong vòng 7 năm. Xe thì bên Khánh đang chào bán với mức giá là 605 triệu tại Toyota Tân Cảng. Thì anh chị sẽ được bảo hành chính hãng toàn quốc và Toyota Tân Cảng sẽ cam kết chất lượng xe là không có đâm đụng, không ngập nước cho anh chị để chúng ta an tâm khi mua xe tại hãng nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau.